Này U là gì? Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử ta y cứ con đường ấy tu tập 10 biến xứ, và có vị thì tu tập biến xứ đất, trên dưới, bề ngang, bất nhị vô lượng. Vì ấy, có vị thì tu tập biến xứ nước, có vị tu tập biến xứ lửa, có vị tu tập biến xứ gió, có vị tu tập biến xứ màu đen, màu vàng, có vị thì tu màu đỏ, có vị tu tập biến xứ màu trắng, có vị tu tập biến xứ hư không, có giới hạn, và có vị thì tu tập về biến xứ về ánh sáng. Vậy thì có 10 cái biến xứ đấy, Đức Phật đều dạy đầy đủ ở trong cái bài Kinh Trung Bộ số 77 này. Cho vị du sĩ ngoại đạo Can Sakunu Đà Di này. Vậy thì có rất là nhiều người cũng hay thắc mắc hỏi rằng 10 biến xứ này, Pháp Kasina này, Đức Phật dạy trong bài kinh nào? Ấy thì ở trong bài Kinh Trung Bộ số 77 này là đầy đủ hết. Đức Phật dạy đầy đủ cả 10 biến xứ như vậy. Nếu cái vị nào muốn tu tập biến xứ đất, vì ấy cần phải lấy một ít đất rất là dẻo. Cái đất đấy đất tốt nhất là nên lấy cái đất sét có màu nâu hơi đỏ, sau đó vị ấy làm thành một cái đĩa màu tròn, đường kính 30 cm, rồi vị ấy treo ở trước mặt để cách cái chỗ ngồi của mình khoảng chừng một sải tay với một khỉu tay, tức là 1 m đến 1 m rưỡi là được rồi. Rồi vị ấy mở mắt ra nhìn vào tâm điểm của cái vòng tròn biến xứ đất ấy, sau đó nhắm mắt lại, hình dung ra cái biến xứ đất ấy và niệm đất, thì chú tâm định tĩnh như vậy thì cái ánh sáng quang tướng nó sẽ sinh khởi lên và duy trì được cái ánh sáng ấy liên tục 1, 2, 3, 4 tiếng là vị ấy có thể sẽ đắc thiền được. Cũng tương tự như vậy, nếu muốn thực hành biến xứ nước, vị ấy cần lấy một cái chậu nước hay cái bát nước về để ngay trước mặt mình ấy, rồi nhắm mở mắt ra nhìn, sau đó nhắm mắt lại hình dung tướng nước và niệm nước cho đến khi nào nó phát sinh ra cái quang tướng, rồi giữ tâm trên cái quang tướng đấy an ổn định cho đến khi nó sáng rực lên rồi mở rộng ra, sau đó lại chú vào một điểm và cứ giữ tâm như vậy, cái quang tướng càng lúc nó càng sáng lên, khi nào nó duy trì được liên tục 3-4 tiếng thì vị ấy cũng sẽ đắc các tầng thiền. Hay là vị ấy muốn tu tập Kasina nửa thì vị ấy cần phải đốt lên một ngọn nửa, sau đó vị ấy nhìn vào cái ngọn nửa ấy. Nếu như muốn thành một cái biến xứ thì vị ấy đốt lên một ngọn nửa, rồi vị ấy dùng một cái tấm bìa cắt tông khoét một cái vòng tròn và vị ấy nhìn cái ngọn nửa qua cái vòng tròn ấy để nhìn cái ngọn nửa thành một cái màu tròn cho nó dễ nhiếp tâm. Sau đó nhìn vào cái ngọn nửa ấy rồi niệm nửa và nó sẽ đắc định, nó sinh ra quang tướng. Kasina gió thì vị ấy có thể đứng và thấy cái gió nó thổi trên mặt mình, rồi vị ấy cảm nhận có cái gió nó chạm trên da, rồi vị ấy giữ cái hướng tâm đến cái sự xúc chạm của da mặt mình với cái gió đấy và niệm gió. Hoặc là vị ấy nhìn cái gió nó bay ở trên cái lá cây rồi nhắm mắt lại và niệm gió là vị ấy đắc được Kasina gió. Còn 4 Kasina màu ấy, đen vàng đỏ trắng thì giống như trước ấy, hướng tâm vào cái nội thân mình, hướng vào màu trắng của xương, màu đỏ của máu, màu vàng của nước tiểu, màu đen của tóc ở trong thân mình, hoặc là bên ngoài, hoặc thân người khác cũng được, hoặc là những cái màu mà nó có sẵn ở bên ngoài này, bên cây cối, nhà cửa, vải vóc, ở chỗ nào nó có cái màu thì mình đều có thể tu tập được. Như vậy đấy, cái pháp môn tu tập nó phong phú như vậy, nó nhiều như vậy, để mà tu tâm nó dễ như vậy, và Đức Phật đã giảng dạy như vậy. Và đấy là cái pháp môn đi đến cái sự phát triển cái trí tuệ giác ngộ để đi đoạn trừ những cái phiền não ô nhiễm. Như vậy thì có rất nhiều những pháp môn tu tập như vậy, vậy mà không áp dụng, không ứng dụng, không tu tập, không thực hành thì rất là thiệt thòi. Chỉ biết học cái lý thuyết suông mà lại không biết ứng dụng tu tập thì nó giống như là cái muỗng suốt ngày chỉ đi múc canh cho người, mình không có nếm được cái vị canh. Mình có thực hành, có tu tâm mới nếm được cái vị của giáo pháp, nên giáo pháp cần phải được thực hành tu tập như vậy. Đấy là 10. Còn Kasina ánh sáng thì mình hãy ra ngoài vườn hay là ở đâu đó ở trong nhà thì mình sẽ thấy khi mặt trời lên có cái tia sáng nó chiếu xuống mặt đất ý. Và mình nhìn vào một cái vầng sáng, nó có giới hạn thôi, nó nhỏ nhỏ thôi, nó chiếu qua những cái đám cây, những cái tán cây nó trải trên mặt đất ý.
rồi mình nhắm mắt vào, mình nhớ lại cái ánh sáng lên, niệm ánh sáng, và cả cái ánh sáng nó chiếu vào trong nhà, thì mình nhìn trên cái sàn nhà đấy, và mình niệm ánh sáng, hoặc là mình đốt lên một cái ngọn đèn, rồi mình để cho cái ánh sáng ấy nó chiếu lên trên trên tường, rồi mình nhắm mắt vào, mình mường tượng ánh sáng, niệm ánh sáng. Đấy là những cái cách tu tập về ánh sáng. Còn tu tập về cái kasina hư không thì mình dùng một cái tờ giấy mình cuộn tròn lại, rất đơn giản thế thôi, rồi mình hướng tâm lên cái khoảng hư không mà nó không, cái chỗ nào mà nó không bị che khuất bởi mây hay là cây cối, nhà cửa ấy, thì mình sẽ hướng tâm vào cái đầu bên kia của cái cuộn tròn đấy, của cái ống nhòm đấy, và mình nhìn vào một cái khoảng không gian nhỏ nhỏ to hơn bàn tay một chút thôi, và mình niệm hư không, hư không, và tâm mình nó sẽ bắt lấy cái khoảng hư không đấy. Vậy là mình sẽ thực hành được biến xứ kasina hư không. Vậy thì mỗi cái kasina này mình có thể tuần tự thực hành cả 10 kasina thì mới có thể hành chứng đắc được các cái năng lực thần thông được. Và mỗi cái kasina nó làm nền tảng cho một cái thể loại thần thông, hay nó cũng làm nền tảng để cho mình thực hành các thiền tuệ, thiền quán, thiền vipassana được hết. Mình có thể thực hành, nếu như mình mục đích thì thực hành thiền vipassana, thực hành một kasina là đủ, một kasina, sau đó thì vào đến tứ thiền, hoặc là mình có thể vào được tứ thiền bát định. Đặc biệt là trong các kasina này mình có thể lên được các tầng thiền vô sắc, còn với thiền hơi thở mình không lên được thiền vô sắc, thì có các cái kasina này mới lên được các 4 tầng thiền vô sắc. Và mình có thể thực hành thuần thục các cái tầng thiền này theo 14 cái thuần thục được. Đấy là vị ấy tu tập với lại 10 cái kasina như vậy. Rồi Đức Phật dạy rằng phải tu tập từng cái kasina ấy vào đến các tầng thiền, chứ không phải là chỉ tu tập một cách hời hợt, mà phải tu làm sao cho đến khi cái quang tướng mình giữ được ổn định liên tục nhiều thần giờ, và đạt đến ni dục, ni bất thiện pháp, rồi chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên Đức Phật nói rằng: Này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành để các đệ tử của ta tu tập chứng đắc được 4 tầng thiền. Ở đây vị ấy có thể nhờ cái sự tu tập ấy, các cái biến xứ kasina ấy, mà đạt đến ni dục, ni bất thiện pháp, chứng vào chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt sự hỷ lạc do ni dục sinh ấy, giống như là một cái người hầu tắm não luyện, nhúng cái cột bục tắm vào trong nước, và toàn cái cục bột tắm ấy không chỗ nào là không được thấm nhuần bởi nước. Cũng như vậy, với mấy cái người khi vào đến trạng thái của sơ thiền rồi, thì toàn thân của vị ấy được thấm nhuần, tẩm ướt với cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, không một chỗ nào trên toàn thân của vị ấy không được thấm nhuần cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh này. Tức là khi một cái người vào đến trạng thái của sơ thiền rồi, thì tất cả những cái nhức mỏi, những cái đau đớn, những khó chịu, những cái buồn bực rức rối ở trên thân nó hết sạch, không còn một tí nào. Toàn thân vị ấy nhẹ nhàng, nhẹ như bông hồng, nhẹ như là đang ngồi nơ nừng. Đấy là cái trạng thái hỷ. Nó sung mãn thì nó sinh ra khinh an, khinh an nó sinh mãn, sinh ra an lạc, an lạc sung mãn sinh ra định tĩnh. Thì đấy là cái hỷ lạc khinh an nó phát sinh một cách sung mãn khắp toàn thân như vậy. Và trong tâm vị ấy không còn một chút cấu uế tham sân si nào, ni dục không còn một chút cái tâm niệm về tham dục, về sân hận, về hôn trầm thủy miên, năm triền cái được đè nén tuyệt đối. Đấy là cái sự định tĩnh như vậy của cái trạng thái sơ thiền. Rồi vị ấy diệt tầm tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm. Và vị ấy toàn thân thấm nhuần tẩm ướt một cái trạng thái hỷ lạc do định sinh này, không một chỗ nào trên toàn thân mà không được thấm nhuần cái hỷ lạc do định sinh này, giống như một hồ nước mát rượi như vậy, mà từ ở trong các cái núi những cái nước nó có thể đổ dồn vào trong một cái bể nước, một cái hồ nước ấy, rồi cái hồ nước ấy nó rất là mát. Và khi mà một cái người nào đấy mà có thể đến nhúng mình hay là tắm mình trong cái dòng nước của một cái hồ nước, của cái suối nước ấy, thì vị ấy rất là mát lạnh, cảm giác được cái sự mát lạnh toàn thân, sung mãn như vậy. Thì đấy là cái trạng thái hỷ lạc do định sinh như thế. Và có được cái trạng thái định tĩnh thâm sâu hơn ở sơ thiền, vì cái tầm tứ đã được diệt trừ,
tầm tứ là thô, diệt nó đi rồi. Thì còn lại hỷ nạp với nhất tâm. Thì cái trạng thái hỷ ở nạp ở nhị thiền này nó cao hơn, định tĩnh thâm sâu hơn ở sơ thiền nữa. Rồi vì ấy ni hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, chứng và an chú thiền thứ ba, một trạng thái hỷ nạp mà các bậc thánh gọi là xả niệm nạp chú. Không một chỗ nào trên toàn thân không được thấm nhuần cái trạng thái hỷ nạc do ni hỷ sinh này, do diệt hỷ này. Và khi mà đến trạng thái của tầng thiền thứ ba, nó không còn hỷ nữa, nó chỉ còn nạc cái nhất tâm thôi. Mà cái trạng thái nạc này lúc này nó rất là rõ ràng, nó rất là sung mãn, nó rất là mạnh mẽ, vì cái định nó đã được ni đi hoàn toàn rồi. Nó chỉ còn nạc cái sự nạc và cái nạc chú ấy, khiến cho một người vào đến tầng thiền thứ ba rồi, vì ấy có thể ngồi suốt ngày nó không mệt. Như ở sơ thiền nó còn tầm tứ, nó dao động, nó vẫn còn chút mệt. Nhị thiền nó còn hỉ, nó dao động, nó còn mệt. Nhưng đến tam thiền nó có cái nạc của tam thiền, thì nó rất là hỉ nạc, rất là an nạc, rất là cực nạc. Đấy mới gọi là cái cảnh giới cực nạc hiện tiền ngay đây. Nếu như mình muốn trải nghiệm cực nạc, không phải đi đâu xa, mà cực nạc là khi chú được tam thiền ấy. Cho nên là Đức Phật mới thường hay nói rằng một cái người, một vị vua mà muốn hưởng thụ cái dục nạc ở đời, vị ấy không thể hưởng thụ suốt ngày suốt đêm hay là 7 ngày 7 đêm được. Nhưng mà một cái vị nào mà chứng đắc được tam thiền, vị ấy có thể trú trong cái trạng thái thuần nhất hướng nạc, thuần nhất thọ nạc, thuần nhất cực nạc, ở trong cái trạng thái đấy liên tục 1 ngày 1 đêm, 2 ngày 2 đêm, đến 7 ngày 7 đêm, không gián đoạn, không nhúc nhích. Đấy là vì có thể vào được trạng thái tam thiền là vậy. Nhờ thực hành như thế. Rồi vì ấy vì ấy xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đấy là cái trạng thái của thiền thứ tư. Toàn thân vì ấy thấm nhuần cái trạng thái của cái xả nhất tâm này, không có cái chỗ nào mà không được thấm nhuần cái định. Nên đến cái thiền thứ tư vì ấy còn xả với nhất tâm mà thôi, là vì ấy loại bỏ cả cái nạc đi. Nạc nó là một cái cảm thọ và nó vẫn có thể bị dính mắc vào cái nạc ấy. Còn đến cái trạng thái thứ tư là xả, là nó rất là thản nhiên, nó không còn cái sự ưa thích nữa. Còn nếu nó còn nạc mình vẫn còn ưa thích, còn nếu nó là xả là sự thản nhiên, không còn ưa thích. Thì cái xả ấy nó lại còn tự tại hơn, cao thượng hơn, thủ thắng hơn, vi diệu hơn, an tịnh hơn là cái nạc. Và đấy mới là cái tầng thiền được tán thán nhiều hơn, được an trú nhiều hơn, định tĩnh nhiều hơn. Nên là Đức Phật luôn hướng đến các đệ tử tu tập cố gắng để mà vào đến tứ thiền. Khi vào đến tứ thiền có cái trạng thái xả nhất tâm rồi, sau đó làm nền tảng cho thiền tuệ Vipassana. Hoặc là vì ấy tu tập các cái tầng thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì các cái tầng thiền vô sắc ấy cũng chỉ có xả với nhất tâm, cũng tương tự như là tứ thiền vậy, nhưng nó là khác cái đối tượng, và đối tượng nó là đấy hư không, không có giới hạn, hay là cái thức là cái tâm của cái tâm không vô biên xứ, vô sở hữu xứ là cái sự vắng mặt của cái trạng thái không vô biên xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ đấy là cái tâm của cái vô sở hữu xứ đó, và nó rất là an tịnh như vậy. Đấy là bốn cái tầng thiền vô sắc, và vì ấy cần phải thành tựu cả bốn cái tầng thiền vô sắc ấy nữa. Rồi sau đó vì ấy mà muốn tu tập mà có các cái thắng trí, có những năng lực thần thông, vì ấy cần phải thực hành được các cái pháp thuần thục làm chủ tâm theo 14 cách. Và cái pháp thuần thục làm chủ tâm theo 14 cách này thì nếu mà cái người nào mà học về thanh tịnh đạo sẽ được hướng dẫn một cách rất là chi tiết, rõ ràng, tỉ mỉ. Rồi Đức Phật dạy rằng, này U Đà Di, ta thuyết rằng con đường tu hành các đệ tử, ta y cứ con đường tu hành này tuệ chi, thân này là sắc pháp do bốn đại thành do cha mẹ sinh, cơm cháo nuôi dưỡng, nó vô thường biến hoại, phấn toái, đoạn diệt, hoại diệt. Và trong thân ấy, thức ta lại nương tựa bị trói buộc. Như vậy này U Đà Di, như hòn niu ni bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo rũa khéo mài, sáng chói không uế trược, đầy đủ các mỹ tướng, và một sợi dây sâu cái hòn ngọc ấy thành một sợi xanh vàng đỏ trắng. Và một người có mắt cầm hòn ngọc ấy nên sẽ thấy hòn niu ni bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo rũa khéo mài, sáng chói không uế trược, đầy đủ có cái tướng và sợi dây được sâu chuỗi hòn ngọc ấy. Với sợi dây màu vàng đỏ trắng vàng nhạt cũng vậy này U Đà Di, ta thuyết giảng tu con đường tu hành các đệ tử của ta y tứ con đường tu hành này,
Thân này của ta là sắc pháp do bốn đạo tạo thành cho cha mẹ sinh, và nó là vô thường hoại diệt. Thế thì khi mà vị ấy thành tựu được các cái pháp về thiền định rồi, tứ thiền bát định rồi, thực hành mười ca si ná đấy rồi xong rồi, vị ấy cần phải phân biệt, phân tích tuệ chi tuệ quán để thấy được cái thân tứ đại, thấy được cái thân năm uẩn. Thân này là để diệt trừ cái thân kiến, diệt trừ hoài nghi, diệt trừ giới cấm thủ, diệt trừ dục tham sân hận, diệt trừ hữu ái vô hữu ái, ngã mạt phóng dật và vô minh. Tức là phải diệt trừ năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử. Nhờ khi mà vị ấy tuệ chi ra cái thân này là thân năm uẩn, thì cái vị ấy nhập vào tầng thiền, rồi xuất khỏi một cái tầng thiền ấy, vị ấy mới phân tích các cái pháp chân đế trên cái thân này là sắc, thì vị ấy mới thấy được các cái sắc, cái tập khởi, cái nhân duyên sinh ra sắc, cái sự đoạn diệt sắc và con đường đưa đến đoạn diệt sắc. Như vậy vị ấy mới quán về thọ tưởng hành thức, thấy được cái nguyên nhân là nó sinh ra cái thọ ấy, và cái sự chấm dứt cái thọ ấy, con đường chấm dứt cái thọ ấy. Và vị ấy thấy cái nhân nó sinh thì quả sinh, nhân diệt thì quả diệt. Vì thấy được cái tính sinh diệt ấy, vị ấy thấy được tính vô thường. Vì thấy được vô thường nên vị ấy thấy được khổ. Vì thấy vô thường khổ cho nên vị ấy mới thấy được cái thân nam uẩn này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Vị ấy thấy được nó là vô ngã, là rỗng không, là giả tạm. Rồi nhờ vậy mà vị ấy mới nhàm chán với thân nam uẩn, ni tham, đoạn diệt được vô minh tham ái chấp thủ, đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái lộ trình tu tập chỉ quán là như vậy, đạt thiền định trước, sau đó thực hành thiền tuệ, thiền quán sau. Rồi khi tu tập chứng ngộ các chân lý rồi, vị ấy có thể phát triển được những cái năng lực thần thông, có thể thành tựu được tam minh lục thông. Cho nên Đức Phật mới nói rằng này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành ấy có thể một thân hóa ra nhiều thân khác từ cái thân này, cũng là sắc pháp này do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một thân nào. Này U Đà Di, như người rút ra một cây nâu khỏi một cái cây nâu khác. Đây là vỏ nâu, đây là cây nâu, vỏ nâu khác, cây nâu khác, cây nâu rút ra từ vỏ nâu. Ví như này U Đà Di, một người rút thanh kiếm từ bao kiếm, người nghĩ đây là thanh kiếm, đây là bao kiếm, thanh kiếm khác, bao kiếm khác, và thanh kiếm từ bao kiếm ấy mà rút ra. Này U Đà Di, một người nột xác con rắn và nghĩ rằng đây là con rắn, đây là xác rắn, và cái xác rắn từ con rắn này mà nột ra. Cũng vậy, vì ấy có thể biến ra thành một thân giống y hệt như cái thân của mình, một thân, mười thân, trăm thân, ngàn thân đều có thể biến ra được hết, biến ra được thành như rất nhiều người. Đấy là cái biến hóa thông. Vị ấy có mà làm chủ được tâm thì vị ấy sẽ đạt được cái sự biến hóa thông như vậy. Và một cái người chứng đắc cái đạo quả, có thể vị ấy tự thành tựu được tam minh lục thông tự tại, hay là một cái người chưa chứng đắc đạo quả vẫn có thể tu luyện được, chứng đắc được các cái thắng trí thần thông này. Nếu như vị ấy chỉ cần thành tựu được 10 ca si ná, đất nước nửa gió đen vàng đỏ trắng, ánh sáng hư không ấy, rồi vị ấy vào sơ nhị tam tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ ấy, 8 cái tầng thiền ấy, vị ấy làm chủ tâm theo 14 cây. Đó là thứ nhất, vị ấy phải thuần thục nhập thiền và suốt thiền. Rồi sau đó vị ấy vào từ tầng thiền thứ nhất đến sơ nhị tam tứ thiền, rồi không vô biên xứ là tầng thiền thứ 5, thức vô biên xứ tầng thiền thứ 6, vô sở hữu xứ coi là tầng thiền thứ 7, và phi tưởng phi vi tưởng xứ được coi là tầng thiền thứ 8. Vị ấy phải thuần thục nhập thiền suốt thiền như vậy. Rồi vị ấy phải thực hành thuận thứ của các cái biến xứ này, vị ấy vào từ sơ thiền đến bát thiền, của đất rồi của nước, lửa gió, đen vàng đỏ trắng, chỉ cần hành thuần thục với 8 biến xứ ấy thôi. Sau đó vị ấy hãy thuần thục về ngược chiều của các biến xứ ấy, rồi là trắng đỏ vàng đen, gió lửa nước đất, rồi bắt đầu thuận chiều và ngược chiều, đất nước lửa gió đen vàng đỏ trắng, trắng đỏ vàng đen, gió lửa đất nước, gió lửa nước đất, thì cứ làm đi làm lại như thế, gọi là thuận chiều ngược chiều, thuận chiều và ngược chiều. Rồi sau đó vị ấy cần phải hành thuần thục về thuận thứ các tầng thiền và ngược xứ các tầng thiền. Vị ấy phải đi từ sơ thiền đến bát thiền, từ bát thiền đến sơ thiền, rồi bắt đầu vị ấy lại làm ngược lại từ bát thiền sơ thiền, rồi lại vừa ngược vừa xuôi, thuận là nhập từ sơ thiền đến bát thiền, rồi lại ngược xuống sơ thiền đến bát thiền.
ngược xuôi xuôi ngược, cứ làm đi làm lại như vậy cho thuần thục. Đấy được gọi là thuần thục được 6 cách. Rồi đến cái cách tiếp đó là vị ấy phải thành thuần thục được cái là bỏ băng thiền chi, bỏ băng kasina, bỏ băng thiền chi và kasina. Tức là vào sơ thiền nên tam thiền, rồi nên không vô biên xứ, nên vô sở hữu xứ, rồi vào nhị thiền nên tứ thiền, nên thức vô biên xứ, nên phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi vào tam thiền rồi nên thức vô biên, rồi nên không vô biên xứ, rồi nên vô sở hữu xứ, rồi lại xuống sơ thiền. Không vậy rồi bắt đầu lại cứ tuần tự như thế, vào tứ thiền nên vô sở hữu xứ, rồi vào nhị thiền nên tứ thiền, rồi cứ tuần tự như thế, tức là phải hành thuần thục cách bỏ băng các cái thiền chi như vậy, từ tất cả từ biến xứ đất cho đến biến xứ trắng, đất nước lửa gió đen bằng đỏ trắng, tuần tự phải làm hết cho nó thuần thục. Rồi vì ấy cần phải thuần thục về bỏ băng cả thiền chi, rồi bỏ băng các cái kasina vào biến xứ đất, rồi bỏ băng biến xứ nước vào biến xứ lửa, bỏ băng biến xứ gió vào biến xứ đen, bỏ băng qua cái biến xứ vàng, rồi vào biến xứ trắng, rồi vị ấy này vào biến xứ nước, bỏ băng qua biến xứ lửa vào biến xứ gió, băng qua biến xứ gió vào biến xứ đen, cứ tuần tự như thế. Vị ấy phải tập bỏ băng các cái biến xứ kasina, rồi bỏ băng cả các cái tầng thiền và các kasina vào biến xứ sơ thiền, biến xứ đất, nên tam thiền biến xứ lửa, nên không vô niên xứ của biến xứ màu đen, nên vô sở hữu xứ của cái biến xứ màu bạc. Rồi cứ tuần tự mà bỏ băng như thế đối với tất cả các tầng thiền kasina. Rồi sau đó ấy, vị ấy mới chuyển đổi các vị trí các thiền chi, chuyển đổi vị trí đối tượng, chuyển đổi vị trí thiền chi và đối tượng. Vị ấy quan sát các chi thiền của tất cả các tầng thiền, rồi vị ấy lần lượt chuyển đổi các tầng thiền vào sơ thiền của đất, nước, lửa, gió nên bằng nói trắng, vào nhị thiền của các cái biến xứ ấy nên tam thiền, nên tứ thiền, nên đến ba thiền. Rồi sau đó vị ấy lại chuyển đổi cả các tầng thiền và biến xứ ấy, phải thuần thục vào sơ thiền của biến xứ đất nên nhị thiền biến xứ nước, tam thiền biến xứ lửa, tứ thiền biến xứ gió, không vô biến xứ của biến xứ đen, thức vô biến xứ, biến xứ vàng, vô sở hữu xứ của biến xứ màu đỏ và phi tưởng phi phi tưởng xứ của biến xứ màu trắng. Rồi cứ tuần tự như vậy lại tiếp tục thực hành đi. Đấy, rồi vì ấy xác định các chi thiền, xác định các cái đối tượng, các cái tầng thiền, các biến xứ ấy, đấy là 14 cách thuần thục làm chủ tâm, giống như một cái người thợ vàng. Khi mà người ta muốn nạnh một cái vàng đấy thành một cái đồ trang sức thì người ta phải nung nấu cho cái vàng ấy nó chảy tan chảy ra, nó mềm dẻo ra, sau đó thì vì ấy mới có thể uốn nắn cái vàng ấy thành một cái đồ trang sức mỹ miều tinh luyện theo ý thích của mình. Cũng vậy, nếu như một cái người mà tu tập muốn chứng đắc được các cái năng lực thần thông, vì ấy cần phải nhiếp tâm mình, làm chủ tâm mình, điều phục tâm mình trong các cái sự nhập suốt các cái tầng thiền như vậy, một cách thiện xảo thuần thục, nhào nhuyễn như vậy, phải làm đi làm lại hàng trăm hàng ngàn hàng trăm ngàn lần để cho nó thuần thục như vậy. Khi đã thuần thục rồi, vì ấy muốn phát triển như là muốn một thân biến ra nhiều thân thì vị ấy cần phải nhập vào một cái tầng thiền nền tảng như là vào kasina đất, vào 14 cái pháp thuần thục ấy, rồi vị ấy vào đến tứ thiền, rồi vị ấy phải có cái quyết định, tức là phải thành tựu được tứ như ý túc. Quyết định như ý túc nó mạnh mẽ rồi thì vị ấy mới có thể quyết định là hãy biến cái thân này ra thành nhiều thân, thì vị ấy sẽ biến nó ra được. Rồi vị ấy có thể biến ra nước, ra lửa, biến ra gió. Thế là như thời Đức Phật thì các vị thánh tăng có những cái năng lực thần thông này rất nhiều vô số. Ngay cả những vị phàm tăng mà chứng đắc các cái tầng thiền cũng có thể thành tựu được các cái thắng trí năng lực thần thông này. Thế trước thời Đức Phật mà các vị ẩn sĩ mà người ta tu tập những cái pháp thiền định ở trong núi, trong rừng thì người ta cũng sẽ luyện thành tựu được cả những cái pháp thần thông này. Còn đối với giáo pháp của Đức Phật không chú trọng để phát triển cái năng lực thần thông, nhưng mà một cái vị ấy tu chứng đắc đạo quả thì các vị ấy cũng có những vị tự động có thần thông, còn có những vị phải tu luyện nó mới có.
Có những vị khi mà chứng đắc được thánh đạo thánh quả, nó tự động có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích đi kèm theo cái đạo quả ấy. Và cũng có những vị khi mà chứng đắc được các đạo quả rồi, nó không có thần thông, thì vị ấy cần phải luyện luyện tâm, làm chủ tâm theo 14 cách này, rồi tuần tự dần dần vị ấy mới phát sinh ra được thần thông. Thế là thời Đức Phật rất là nhiều người có thể thành tựu thực hành được như vậy. Nhưng mà ai mà tu tập thuần thục được các cái pháp thiền định vẫn có thể phát triển được những cái pháp thần thông. Nếu như người đấy có tận tâm, tận lực, quyết chí tu tập. Rồi Đức Phật dạy rằng, này U Đà Di, ta thuyết dạy cái con đường tu tập cho các đệ tử của ta. Để các đệ tử của ta có thể từ một thân hiện ra nhiều thân, và vị ấy có thể đi hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trong nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già trên hư không, như con chim với bàn tay có thể sờ mặt trăng, mặt trời, có oai lực, có đại oai lực đại thần như vậy, và có thể tự thân đến các cõi chư thiên hay các cõi phạm thiên. Ví như này U Đà Di, một người thợ gốm khéo tay, hay đệ tử người thợ gốm ấy với đất sét ngồi nhồi nhuyễn làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Cũng vậy U Đà Di, người thợ ngà tinh luyện thì có thể đẽo cái ngà theo cái ý muốn của mình, mài giũa nó thành những cái đồ trang sức. Người thợ vàng khéo tay thì vị ấy có thể với cái vàng đã được tinh luyện, vị ấy có thể làm ra những cái đồ vật theo ý muốn của mình. Cũng vậy, này U Đà Di, ta thuyết giảng các đệ tử con đường tu tập về tâm và các vị ấy khi tinh luyện về cái pháp môn tu tập rồi thì các vị ấy có thể dẫn tâm, hướng tâm đến các năng lực thần thông này một cách dễ dàng. Đấy là ai trên đời cũng thế thôi, mỗi người có một cái nghề, nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh. Có người nào mà rèn luyện một cái công việc của mình, chuyên tâm vào cái phận sự của mình, vào một cái công việc của mình, vào cái kỹ xảo của mình, vào cái thiện xảo của mình, vị ấy sẽ đạt đến cái sự tột đỉnh của cái pháp mà mình đang theo đuổi ấy. Thì cái pháp của Đức Phật đó là cái sự tu tập nhiếp tâm, và từ trong nội tâm được tu tập thuần thục thì vị ấy có thể tạo ra được bất cứ cái gì mà vị ấy muốn, những cái năng lực thần thông hay là chứng đắc được đạo quả cũng đều có thể phát sinh ra từ cái quá trình chuyên tâm, nhất tâm, tận tâm tu tập ở cái đời sống nội tâm, đạt đến cái sự chuyên nhất thuần thục là vị ấy sẽ phát sinh được như vậy. Rồi Đức Phật dạy rằng, các đệ tử của ta đang tu tập như vậy, vị ấy thành tựu được thiên nhĩ, thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe được cả tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần, hay là như một người đang đi qua đường nghe tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng sập, tiếng các cái loài chim thú khác nhau, có thể nghe được mọi âm thanh ở xa hay ở gần. Thì vị ấy chỉ hướng cái nhĩ thức của mình đến nơi nào là vị ấy nghe được người khác, người ta đang nói chuyện gì. Hay là vị ấy có thể từ tâm của mình đi xâm vào tâm của người khác, biết tâm của người khác đang suy nghĩ gì, tâm của vị ấy đang tham, đang sân, đang si, hay tâm vị ấy là cái tâm có thiền, không có thiền, có định hay không có định. Và vị ấy có thể biết được nội tâm của người khác nhờ có cái tha tâm trí. Nên là vị ấy phải thành tựu được cái pháp về hướng về cái tha tâm thông, thì vị ấy cũng phải nhập suốt các tầng thiền, rồi vị ấy mới hướng cái tâm mình vào trong cái ý môn, cái sắc trái tim của cái người khác, rồi vị ấy mới nương vào đấy, vị ấy mới biết được những cái suy nghĩ của người đó khởi lên từ đó, và vị ấy biết được người đó đang suy nghĩ gì. Để đấy là tha tâm trí. Rồi này U Đà Di, ta thuyết giảng cái con đường tu hành, các đệ tử của ta có thể nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, mười đời, hai mươi đời, một trăm, một ngàn, hàng vạn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp. Vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như vậy, có họ như vậy, và có đời sống an vui hay khổ đau như thế vậy. Sau khi chết chỗ kia ta sinh ở chỗ này, tại chỗ này ta có tên như vậy, giai cấp, dòng họ như vậy. Và vì ấy có thể nhớ cả các nét đại cương và chi tiết. Đấy là cái pháp tu tập thành tựu được túc mạng trí. Túc mạng trí cũng vậy, vì ấy có thể hướng tâm về cái đời sống quá khứ. Vì ấy chỉ cần tác ý thôi, hướng dần dần về quá khứ, rồi vì ấy tác ý rằng do cái nhân gì, kiếp trước của ta là gì,
thì cái tâm nó tự động nó trôi chảy về những cái đời kiếp quá khứ một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, không khó khăn. Nên là những người tu tập về thiền quán thì phải nương vào cái danh sắc ở ý môn, khởi nên cái phiền não luôn, nghiệp luôn, rồi bắt đầu hướng tâm theo cái danh sắc ấy, thì vị ấy cũng thấy được những cái nghiệp cận tử mà mình đã tạo ở trong cái kiếp quá khứ. Còn để mà thành tựu được thúc mạng trí thì nó thấy một cách dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Rồi Đức Phật dạy tiếp rằng: ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử của ta thành tựu được thiên nhãn trí, thấy sự sống chết của chúng sinh. Vị ấy biết rằng chúng sinh người hạ nhiệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do những nghiệp thiện ác mà họ đã tạo ra. Những người nào có những cái thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và vì ấy có những tà kiến, tạo những nghiệp theo tà kiến, và vì ấy khi chết thì thân hoại mạng chung, sinh vào các cái đọa xứ khổ đau. Còn những vị nào có thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, có chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, thì khi thân hoại mạng chung, vị ấy sinh về cõi này, thiện thú thiên giới, hay là cái cõi đời này. Này như U Đà Di, như có một tòa lâu đài ở giữa ngã tư đường, người có mắt đến đứng ở trên đấy sẽ thấy những người đi vào từ cái nhà này đi vào nhà kia. Cũng như vậy, với một cái người có thiên nhãn, giống như một cái người ngồi trên đỉnh núi, trên một cái lầu cao, quan sát cái chúng sinh này, người này đang đi con đường này, và cái con đường này nó sẽ đi đến cái nơi nguy hiểm, người này đang đi con đường này, con đường ấy sẽ đi đến nơi an lành. Cũng như vậy, người có thiên nhãn thì biết rằng cái chúng sinh này sinh vào địa ngục ngã quỷ súc sinh là do đã tạo những cái ác nghiệp thân khẩu ý. Những cái chúng sinh này sinh về cõi trời, sinh lại làm người là đã tạo những thiện nghiệp cho thân khẩu ý. Đấy được gọi là thiên nhãn trí, sinh tử trí. Rồi, lại nữa này U Đà Di, ta thuyết rằng con đường tu hành cho các đệ tử của ta, để các vị ấy đoạn trừ các nậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này U Đà Di, như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh trong sáng không có nhiễm, một người có mắt đứng trên hồ có thể thấy các con sò, có thấy những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua bơi lại đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ đây là hồ nước thuần tịnh trong sáng không có nhiễm, đây là những con hến, con sò, đá, hòn sạn, đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành ấy, để các vị ấy đoạn trừ các nậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và ở đây U Đà Di, các đệ tử của ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ với thắng trí, đã được cứu kính viên mãn. Như vậy, giáo pháp của Đức Phật thù thắng như vậy, vi diệu như vậy, cao thượng như vậy, tuyệt đối như vậy, làm gì có cái ngoại đạo nào trên đời có được giáo pháp ấy, làm gì có một bậc đạo sư nào ở trên đời có được cái trí tuệ thủ thắng cao thượng như vậy,